Ngày 14 tháng 4, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã chủ trì hội nghị cán bộ chủ chốt và hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh các bước quy trình để thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch phải theo quy định số 50 ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ và các quyết định văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác cán bộ. Quy trình bổ sung quy hoạch cần đảm bảo đầy đủ 4 bước. Để thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ theo đúng quy định, đúng quy trình, đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, giới thiệu cán bộ có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm vào quy hoạch nhân sự các nhiệm kỳ. Sau khi thông qua danh sách rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, đợt 1 năm 2023, các đại biểu đã tiến hành quy trình các bước thảo luận thống nhất bỏ phiếu tín nhiệm đối với cán bộ đã được rà soát quy hoạch vào các chức danh theo quy định.